Thời gian qua, huyện Văn Giang đã đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước nhằm hiện đại hóa hành chính, đặc biệt là trước diễn biến phức tạp dịch bệnh COVID-19. Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, của Ủy ban Nhân dân tỉnh, huyện Văn Giang đã chỉ đạo các xã thị trấn đẩy mạnh tuyên truyền khuyến khích cán bộ công chức viên chức và người dân sử dụng dịch vụ công trực tuyến trong giải quyết thủ tục hành chính trên môi trường mạng để hạn chế việc đi lại, tiếp xúc nơi công cộng. Trong đó, chú trọng đẩy mạnh tuyên truyền hướng dẫn trên các phương tiện thông tin đại chúng về dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 để người dân biết và nắm được. Bộ phận một cửa Ủy ban Nhân dân huyện cũng đã phối hợp với Bưu điện huyện thực hiện dịch vụ bưu chính công ích trả hồ sơ qua dịch vụ này. Từ đầu năm 2021 đến ngày 31 tháng 8 năm 2021, Bộ phận một cửa liên thông huyện Văn Giang đã tiếp nhận hơn 8.900 hồ sơ, trong đó hồ sơ giải quyết trước hạn và đúng hạn đạt tỷ lệ 99,6%. Trong thời gian tới, huyện Văn Giang tiếp tục đẩy mạnh hơn nữa việc sử dụng dịch vụ công trực tuyến và xem đây là một nội dung quan trọng trong tiến trình cải cách hành chính, triển khai chính phủ điện tử.